Cùng quay trở lại, gửi lời chào đến toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, quý bà con nhân dân, du khách bốn phương, bạn bè quốc tế đã về dự lễ hội 100 năm trở thành công khai cùng với lễ công bố bằng tái công nhận công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Xin trân trọng kính mời và cho phép công viên một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đã đến với chương trình hôm nay. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, ngay lúc này xin phép được gặp lại tất cả những điều đáng nhớ của mùa công an 2019. Xin hẹn gặp lại tất cả quý khán giả, du khách thập phương vào mùa 2020. Xin trân trọng và hẹn gặp lại. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí lãnh đạo lên sân khấu trưng bày cùng các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, với 100 năm lễ hội chợ tình Khâu Vai.